cái quả núi đằng sau của mình đây chính là cái núi đá mọi người nhé. Đấy, mình sẽ đi vào trong sâu ở trong kia để mình tìm cái nơi để mình đặt những cái bẫy. Mình có mang mấy cái bẫy chuột ở đây rồi, với lại một ít củ sắn để làm mồi cho nó ăn nữa. Là mình sẽ vào đấy mình tìm một chỗ nào có nhiều chuột để mình đặt bẫy ở trong đấy để khám phá và trải nghiệm. Khu vực này thì rất nhiều cái hòn đá tai mèo này, đi rất là khó và rất là nguy hiểm, khá là mệt luôn. Mình sẽ phải tìm một chỗ nào nó có cái bãi đất thì mình mới bẫy được, đặt những cái bẫy được. Ở trên này thì toàn những cái đá như này thì hơi khó. Đi khá là xa rồi nhưng mà chưa tìm được cái chỗ nào có cái mảnh đất nó trống trống một tí. Ở đây toàn đá là đá. Như thế này thì mình không có thể nào mà tìm được cái chỗ để mà trú ngụ được. Ở bên kia thì cái vách núi rồi, vách núi dựng đứng rồi. Đây mọi người xem. Bên kia là cái vách núi rất là cao. Mình nghĩ ở bên kia nó sẽ có cái hang. Mình sẽ phải sang bên đấy, cũng không xa lắm nữa đâu, khoảng 100 mét nữa thôi. Thì mình sang bên đấy để xem có cái hang nào không, để mình tìm được cái hang để mình trú ẩn. Vì cái mùa đông này thì nó khá là ấm ở trong hang đấy. Rất là mệt leo núi ấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi sang bên kia để mình tìm hang, để mình khỏi phải làm cái lán đấy mọi người. Không, nếu mà không có hang thì mình phải làm lán che chắn cẩn thận, không gió mùa đông này rất là lạnh luôn. Đây. Ây da. Mình sắp đến rồi, sắp đến bên chân núi kia rồi. Ôi da. Ở giữa cái thung lũng kia nhiều cái chuối quá, chắc là có quả chuối rừng đây, nhưng mà hơi xa xuống dưới đây, quá là xa. Ôi giời ơi, toàn núi là núi không. À, ở trên núi này cũng có cây chuối, chuối rừng này mọi người, nhưng mà không có quả. À có một buồng chuối ở trên kia rồi, còn rất là non. À bên kia có đây, bên kia có nhưng mà hình như sóc nó ăn hay sao vậy. Đấy, sóc nó ăn kìa, không kịp chín đâu. Ở trong này thì không kịp chín được. Ôi, ở đây có một cái bãi đất cũng khá là rộng rồi. Có khi mình nghỉ ngơi ở đây được, làm chỗ nghỉ chân ở đây được. Chỗ này khá là rộng đây. Ở đây hình như là cái lò người ta đốt than từ ngày xưa hay sao ấy, đốt than củi ấy. Đây còn vẫn còn nguyên củi này. Mục hết rồi, lâu năm. Có khi mình ở đây, à đây có một cái hang. Hang này đã có từng người ta từng ở đây thì người ta đốt than ở đây rồi chắc đấy. Thấy có làm cái bếp đây. Có khi ở chỗ này nó khá là hay đấy. Ôi,
Chỗ này thì khá là hẹp thôi nhưng mà ở được. Chỗ này thì sẽ không bị trời mưa. Đây, để mình xem xung quanh xem. Có khi chỗ này lại lý tưởng đấy. Ở đây khá nhiều cây chuối rừng này. Ôi, ở trên này còn có hang này. Mình lên xem thử xem. Ôi, chỗ này hang rộng quá. Ở đây có cái hang khá là rộng này. Ở đây trời mưa thì không sợ rồi mọi người. Cái này thì mưa không sợ mưa rồi. Ừ, trần hang khá là cao. Ở trên kia mình thấy hình như còn cái hang nữa. Nhưng mà không biết có leo lên được không. Cái đấy mình để sau đây. Còn ở dưới này này. Ở dưới sâu này có hang này. Bây giờ đi xuống chỗ này xem. Ôi, chỗ này cơ. Ở cái hang này thì nó không vào sâu. Nhưng mà ở đây thì khá lý tưởng rồi. Nhưng mà ở đây nó hơi khuất, không có ánh sáng mấy. Đây, cái hang ở dưới này, trời tối thế. Đèn pin thì mình để ngoài kia rồi. Ui, ở dưới kia có hang phẳng đấy các bạn. Nhưng mà không biết có xuống được không. Người ta xuống đường nào. Thì người ta vứt cái bao tải khá là lâu rồi. Hình như người ta xuống bằng đường kia. Thôi, cứ để khám phá sau mọi người nhé. Mình sẽ quay lại cái chỗ lúc nãy để mình dọn dẹp chỗ đấy thì mình là cái chỗ trú ngụ ở ngoài kia thôi, là cái hang nhỏ nhỏ ngoài kia thôi. Mình sẽ không vào đây nữa. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành phát quang chỗ này, dọn dẹp chỗ này để mình làm cái nơi trú ẩn ở đây thôi mọi người nhé. Ở vực này. Đó. Đây có cái than cháy không? Than này hơi ướt, hơi ẩm. Ở đây thì sẵn cái củi người ta chặt được khá là lâu rồi, người ta bỏ mục nát hết rồi thôi. Không biết còn cháy nữa không? Mình lấy mình cho vào đâu. Mình sẽ cho vào. Còn cháy. Ôi, mục quá. Củi này cháy thì sướng lắm, củi núi. Để trời ấm, thời tiết này thì khá là lạnh luôn mọi người. Nhưng mà được cái chỗ này nó cũng khuất ba bên. Là nó bị khuất cái vách núi rồi. Với lại đằng trước này là cũng khuất mấy cây này nên là gió cũng không được không lạnh lắm. Như vậy là dọn như này cũng tạm ổn rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm cái chỗ để nếu mà có thể để mình ngủ ở đây. Mình nghĩ là ở đây thì làm cái giường ở trong này cho nó ấm. Hơi chật một chút. Nhưng mà mình thiết kế ở chỗ này. Mình sẽ thiết kế ở chỗ này làm cái giường ở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ đi chặt cây để mình làm giường.
Bây giờ cái giường ngủ kia thì nó cũng khá là tạm ổn rồi, có chỗ để nghỉ lưng rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi nấu cơm thôi, tại vì cũng trưa rồi, mình thấy cảm thấy đói rồi. Đấy, ngày đầu tiên thì mình đi thì mình có mang thêm gạo với lại nước này, một ít thức ăn này. Tại vì ở đây thì rất là xa nguồn nước, ở trên núi cao, lưng chừng núi này, mình không tìm thấy cái nguồn nước, cho nên là mình phải mang từ nhà chuẩn bị trước. Và ngày đầu tiên thì mình chưa có bẫy được con chuột nào, nên mình phải mang một ít thức ăn. Bây giờ thì mình sẽ đi làm thức ăn, rồi mình đi nấu cơm trước đó, là thức ăn nó mau chín hơn để mình làm sau.
Bây giờ thì đến bữa rồi thì mời tất cả mọi người cùng dùng bữa với mình nhá. Cũng khá là đói rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá.
Bây giờ thì vừa nghỉ ngơi cũng đã được một lúc, bây giờ mình sẽ đi ấy, đặt mấy cái bẫy này, lấy một ít củ sắn này để mình nhử. Ôi, mình phát hiện một tổ ong đây mọi người này. Có một hang hang ong mật ở ngay đây. Đây, hôm nay trời nắng nó bay ra, mình lúc mình đi qua rồi mà không thấy, bây giờ mới thấy phát hiện ra. Ôi, hôm nay nắng nó đi ra nhiều quá. Để xem nào. Chỗ này thì khỏi lấy rồi. Hang đá rất là nhỏ, nhỏ xíu. Thế này thì thôi, có thể ở đây mãi mãi luôn, không thể nào mà lấy được nó luôn, không thể nào lấy được mật của nó, bởi vì hang quá nhỏ và quá hẹp. Thôi, cái này mình để đây, cho nó ở đây thôi. Bây giờ chả biết đặt ở đâu nữa. Hay là đặt bừa một cái ở đây nhá. Bừa một cái đi. Bừa một cái ở đây ạ. Ây da, kẹt tay rồi. Úi da, tí nó sập mất.
như vậy là đã xong. Còn có 3 cái này thì mình mang xuống dưới kia thôi. Như vậy là mình đã đặt được 10 cái bẫy chuột. Bây giờ thì cũng đã chiều tối rồi. Thế là hôm nay mình sẽ đi về đó. Đấy, để ngày mai mình sẽ đi thăm bẫy nhà xem như thế nào. Chứ hôm nay thì cũng mới làm được cái giường ở trong kia, ở trong cái hang kia, nhưng mà mình lại không có mang chăn, mang chiếu gì. Nếu mà muốn ngủ lại thì khá là lạnh, nên là mình quyết định là mình về. Và để ngày mai mình sẽ vào. Mình vào đây mình đi thăm các cái bẫy chuột của mình xem là có dính con chuột nào không các bạn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi về thôi. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Không thì tối lạnh lắm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh để xem những tập tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của mình. Xin chào.